Người có mệnh Lư Trung Hỏa thì cả đời vì bạn bè mà phải chịu thiệt thòi. Các bạn thấy điều này có đúng không? Lư Trung Hỏa ấy, là người nhiệt tình, tốt bụng, hào phóng, thích cái sự quang minh lỗi lạc và đặc biệt là thích giúp đỡ người khác. Trong cuộc đời này thì nhất thủy nhì hỏa. Nếu thủy đại diện cho cái sự mềm dẻo khôn khéo thì hỏa đại diện cái sự mạnh mẽ, quyết liệt, thẳng thắn. Đặc biệt là Lư Trung Hỏa nó được ví những cái hình ảnh ngọn lửa ở trong lò ấy, nó rất là mạnh mẽ, đúng không nào? Tuy nhiên thì cũng chính vì điều đó mà khiến cho người Lư Trung Hỏa trở nên nóng nảy và vội vàng hơn, dễ bị kích động, thiếu kiểm soát cảm xúc, dẫn đến việc tạo ra nhiều chuyện thị phi và mất đi mối quan hệ, khiến cho tất cả những sự cố gắng cho đi của mình ấy, đều không được công nhận. Xét về vận hạn năm nay thì Lư Trung Hỏa có 2 tuổi là 1986 Bính Dần và 1987 Đinh Mão. Tuổi Đinh Mão năm nay đối với nam mệnh thì sẽ có sự may mắn hơn về chuyện tiền bạc, công danh bởi vì gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Nhưng đối với nữ mệnh thì rất là phải cẩn thận, dễ bị mất tiền bởi vì gặp sao Thái Bạch. Thế còn đối với tuổi 1986 ấy, thì xấu hơn một chút, đặc biệt là đối với nữ mệnh sẽ có nhiều những chuyện buồn phiền trong chuyện gia đình và tình cảm. Các bạn có biết ai mệnh Lư Trung Hỏa không? Hãy cùng kiểm chứng rồi phản hồi lại cho tôi biết nhé. Xin chào.